vị khán giả, hàng ngày báo chí đều kịp thời cập nhật những chuyện cảnh giác để mọi người có thể tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về an toàn cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, những chiêu trò của kẻ xấu như là nắm dại sau mưa liên tục đổi mới, manh động hơn, tinh vi hơn để có thể lừa đảo, kiếm sống trên mồ hôi và nước mắt của người lương thiện. Để góp phần giúp bạn xem đài có thêm thông tin, cách thức tự bảo vệ mình trước những kẻ xấu, chuyên mục Chuyện Cảnh Giác của Đài Truyền hình Vĩnh Long đã ra đời và được sự ủng hộ nồng nhiệt của quý khán giả. Thông tin sẽ được truyền tải đến khán giả qua những tiểu phẩm sinh động, tái hiện chân thực cuộc sống. Và chúng tôi mong những kinh nghiệm đó sẽ có ích cho mọi người trong việc bảo vệ bản thân, giúp cho cuộc sống của chúng ta thêm bình yên hơn. Kính mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả để chương trình ngày một tốt hơn. Mà chú đã có cài thêm mấy phần mềm cho con đó, thì thôi giờ con kiểm tra lại đi cho nó chắc ăn. Dạ thôi được rồi chú, con tin tưởng chú mà. Con sửa máy á chú mấy lần rồi. Sửa máy? Hả? Cái máy bà mở từ mở lên cái virus không bây giờ bà sửa được á hả? Ừ, chú Nam sửa giỏi lắm đó bà. Ủa con, cái máy của con ở nhà nó bị khùng khùng hay sao chú? Không mà nó dễ mà, con cứ đem về đây để chú coi lại giùm chú sửa cho. Tao nói cho mày biết nha, lần này là tao đánh cảnh cáo mày thôi nha. Nếu mà mày còn gian dối với chồng tao một lần nữa ha, cái mặt mày sẽ nát với tao, rồi tao cho mày bỏ mạng ngay cho mày. Nhìn cho mày. Bà biết cái gì mà nói? Từ từ cái gì? Ba muốn gái chị hả? Gái em á. Con có mặt đẹp á. Mặt này là mặt điện ảnh đó nha. Sao? Cô muốn cho nó đi theo tôi không? Nó còn đi học chị, cho nên để tập trung cho cháu nó học. Bây giờ mà cho nó theo đó là nó bỏ học à. Thì vừa học vừa đi làm gấp. Sáng nay á, chị mở cửa tiệm thì thấy con Phèn nó chết. Thành ra hả, nó thương tiếc con Phèn cho nên nó khóc vậy đó. Ủa, hôm qua em thấy con Phèn nó còn khỏe mạnh lắm mà. Bên nay chắc đi dạo nữa mà. Nó khóc quá trời luôn, nó đòi chị á phải làm sao cho con Phèn sống lại. Chắc là dạo này á, bệnh dịch nên là chó. Chiếc máy tính xách tay, một đồ vật có giá trị của sinh viên, thường được giữ gìn và bảo quản cẩn thận. Nhưng nhiều khi, sự cẩn thận đó cũng không thoát khỏi những trò lừa đảo tinh vi của bọn tội phạm chuyên nghiệp. Tiểu phẩm sau đây tái hiện lại một trò lừa đảo đã từng xảy ra tại các thành phố lớn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Máy con sửa xong chưa chú? À, con tới lấy máy hả con? Dạ. Xong rồi nè, để chú giao cho. Máy của con như xong rồi đó. Thì nó cũng chỉ bụi sơ sơ thôi, nhưng mà chú đã có cài thêm mấy phần mềm cho con đó. Thì thôi giờ con kiểm tra lại đi cho nó chắc ăn. Dạ thôi được rồi chú, con tin tưởng chú mà. Con sửa máy á chú mấy lần rồi. Ủa mày, hả? Cái máy bà mở từ mở lên cái virus không bây giờ bà sửa được á hả? Ừ, chú Nam sửa giỏi lắm đó bà. Ủa con, cái máy của con ở nhà nó bị khùng khùng hay sao chú? Không mà nó dễ mà, con cứ đem về đây để chú coi lại giùm chú sửa cho. Dạ, con mở lên 5 phút là nó tắt nguồn à. Không biết bị gì nữa, vậy thì chú sửa được đúng không chú? Ờ, chú sửa được mà. Dạ. Vậy có gì à? Ê mai, gì mai bà chở tôi qua đây nha. Không được, ngày mai tôi sinh nhật rồi, bà đi mình đi. Thôi chết rồi, ngày mai hả? Dạ. Ngày mai thì chú mắc phải đi về quê á, đi về quê đám giỗ rồi, cả tuần chú mới lên. Nhưng mà thôi con cứ đem lại đây đi. Đem lại đây đi, chú có thằng cháu, thằng Tân nè, để nó sửa cho. Dạ. Thì ngày mai con đem lại, con cứ nói cái trường hợp giống như bữa nay vậy đó, rồi nó sửa cho nha. Dạ. Rồi cái gì mai con đem lại cho chú. Rồi thôi được rồi, dạ. Vậy đi ha. Cảm ơn chú. Rồi vậy đi. Quý vị có để ý thấy người thanh niên đang đứng lắng tai nghe câu chuyện giữa chủ tiệm và hai cô gái nãy giờ không? Đó không phải là một hành động vô tình, mà rõ ràng là có chủ đích. Hắn ta muốn gì? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Chở anh đi qua đây nè, chú Nam về quê rồi. Ủa gì xíu nữa anh về bằng gì? Dạ
trời ơi, cái gì đâu, bạn anh đây nó hồi nó điện cái là nó chạy tới đâu. Dạ. Đâu, đưa máy anh coi coi. Dạ, máy nè anh. Em không biết nó bị cái gì á, em mở lên 5 phút là nó tắt nguồn à. À, chắc là bị virus rồi, mấy cái này nó hay bị vậy lắm. Anh coi giùm em đi. Rồi, không sao. Trời, máy dơ quá vậy. Dạ, tại em không xài được nên em để nó cái bụi xuống á. À. Ủa rồi, em đây rồi, bạn em đâu? Dạ, đi sinh nhật rồi anh. Chắc tới chiều tối nó mới về luôn. Chà, dữ vậy hả? Dạ. Bên chú Nam là coi như là máy nọ là anh sửa không á. Bữa hôm máy của bạn em anh cũng sửa chứ đâu. Dạ. Chắc bị bệnh giống nhau rồi. Mà hình như của em nó bị nặng hơn của nó. Ừ, không sao sao, anh coi lại đi. Hóa ra, hắn theo cô gái về đến nhà trọ, băng miệng lưỡi trơn tru, câu chuyện có sức thuyết phục. Hắn đã chiếm được lòng tin của cô gái. Con sói đã lọt vào nhà và bây giờ sắp sửa dở trò. Ủa, đâu rồi ta? Ở nhà nhà em có anh con không? Để anh chùi cái đĩa nó dơ quá. Hình như trong đây em có hay sao? Chết, cái chai nó hết rồi mà em quên mua. Trời ơi. À, để em chạy qua về hàng xóm em mượn, bên chị có. Rồi, chạy đi. Anh đợi chút xíu nha. Rồi, cảm ơn em. Hầu như cô gái nào cũng có sẵn anh con trong nhà để chùi rửa móng tay. Bắt trúng tâm lý đó, gã thanh niên đã điều hổ ly sơn và ngay khi vắng bóng cô gái, hắn đã ôm chiến lợi phẩm tẩu thoát quá gọn. Anh ơi, anh, ủa nó mất tiêu rồi. Ủa, anh ơi, anh ơi, ủa nó mất tiêu rồi. Và giờ đây thì cô gái tội nghiệp hẳn đã có một bài học nhớ đời khi vội vã tin một gã thanh niên không biết từ đâu lọt vào nhà mình với những câu chuyện bịa đặt. Nếu cô dứt khoát theo nguyên tắc mang máy đến tiệm sửa có biên lai giao nhận đàng hoàng thì có lẽ chuyện đáng tiếc đã không xảy ra. Và đây cũng là bài học kinh nghiệm cho tất cả chúng ta, đúng không nào? Gần đây đã có những vụ đánh ghen giả mang giữa đường, vừa trái pháp luật vừa dứt tình người. Những kẻ này đều bị pháp luật và tòa án lương tâm con người trừng phạt thích đáng. Tuy nhiên, quý vị sẽ không ngờ rằng có những vụ đánh ghen giữa chúng công cộng chỉ là một cái bẫy để chờ đợi một con mồi thích hợp. Chuyện xảy ra như thế nào, xin mời quý vị cùng xem tiểu phẩm sau sẽ rõ. Mày buông ra, con có làm gì? Tao con này ha. Nè, tao nói cho mày biết nha, lần này là tao đánh cảnh cáo mày thôi nha. Nếu mà mày còn gian díu với chồng tao một lần nữa ha, cái mặt mày sẽ nát với tao, giờ tao cho mày bỏ mạng nghe chưa mày? Nghe chưa mày? Nghe chưa mày? Tao biết cái gì mà nói? Từ từ cái gì? Nó đi giật chồng của tôi mà nói cái gì sao từ từ? Bà biết cái gì bà xía vô? Hay là bà muốn tôi quánh đàn giống như nó luôn? Nhưng mà tôi thấy ba bốn người mà quánh có người. Công an tới kìa, công an tới kìa. Mấy người làm gì vậy? Trời ơi, hãi quánh quá trời luôn hả? Thôi em ơi, em làm ơn em chở em nó tới bệnh viện được không? Bệnh viện ở gần đây nè. Trời ơi, bây giờ em phải có công chuyện rồi chị ơi. Em về em chở bạn gái em đi làm nữa. Có ai giúp được giùm được không? Trời. Thôi được rồi, lên xe đi em chở nè. Tội quá vậy. Em lên. Phát đỡ áo vô đi em. Bước lên đi. Chị mặc áo lại giùm cho em đi, đó đi chị.
Em ơi, sẵn đội nón lên luôn đi em. Hình ảnh một người phụ nữ bị đánh ghen giữa đường hay gợi lên trong lòng người chứng kiến sự thương cảm. Cho dù cô ta có là người có tội, sự xúc phạm nhân phẩm một con người như vậy là không thể chấp nhận, phải bị luật pháp xử lý nghiêm khắc. Vì lẽ đó, anh Trí và người đi đường đã rất nghĩa hiệp can thiệp vào sự việc này. Và giúp thì ráng giúp cho trót, anh sẽ đưa giúp cô gái đến bệnh viện luôn. Rồi, ngồi cẩn thận nha. Cô ơi, cô có sao không cô? Anh ơi, gì? Không cần. Ủa vậy hả? Đợi chút xíu. Đây, cất! Cướp! Trời ơi, mình đâu có dạy đâu, tự nhiên bị hại vậy trời. Của mày nè. Bà nghĩ sao đưa tôi như đó vậy hả? Tôi đã làm cực khổ như vậy, mà đưa tôi như đó vậy hả? Mày suy nghĩ sao mà mày nói mày cực khổ? Mày nghĩ lại đi, mày cực khổ hay là tao cực khổ? Mày có lấy thì mày lấy, còn không biến, tao kêu đứa khác vô làm. Còn ở phần này của tao, thật không thể ngờ cô gái yếu đuối đáng thương và bọn người hùng hổ ban nãy lại là một băng đảng chuyên dàn cảnh để cướp của, và anh Trí đã vô tình giúp phải nữ tặc để rồi tiền mất tật mang. Thật đáng tiếc, giúp người luôn là chuyện nên làm, do đó chúng ta không thể chỉ vì một vài kẻ lừa đảo mà bỏ qua những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Tuy nhiên, cần bình tĩnh sáng suốt nghĩ ra những cách toàn vẹn giúp đúng người đúng việc để không bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như anh Trí quý vị nha. Tình cờ gặp và làm quen một người, rồi người đó giúp mình những cơ hội làm ăn phát triển. Chuyện đó cũng có trong xã hội, nhưng cái duyên chỉ là gặp gỡ ban đầu, còn làm ăn với nhau phải dựa vào rất nhiều điều khác để làm nên một mối quan hệ thật sự. Tuy nhiên, nhiều người lại vội vã tin một người mới gặp ngang đường để rồi mờ mắt trước những phù hoa mà sa chân vào cạm bẫy. Chuyện xảy ra trong tiểu phẩm sau đây là một trường hợp như vậy. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Em lo công chuyện tới đâu rồi? Nhớ là âm thanh ánh sáng là phải ok nha. Mình làm sân khấu ngoài trời đó, có cái gì là chị cắt hợp đồng với em đó nha. Rồi, bảo đảm với chị nha. Alo, sao đó? Rồi chưa? Băng ron nè, bản hiệu nè, em lo xong chưa vậy? Nhớ là mấy cái chữ trên đó phải rõ ràng, phải màu sắc cho bắt mắt khán giả đó nghe. Tên của diễn viên là phải là rõ thì là rõ, đẹp. Chị còn nhiều hợp đồng lắm, em mà làm cho tử tế thì biết bao nhiêu hợp đồng không có được, không có thời gian để làm đâu á. Rồi được rồi, thôi nhớ đó, làm cho đàng hoàng tử tế. Rồi, em danh sách diễn viên đồ ký hợp đồng cho đàng hoàng chưa? Đừng có để mà xảy ra cái sự việc gì nha, chị không có đồng ý nha. Phải làm cho rõ ràng. Rồi, bao nhiêu cũng được hết, mà phải làm việc với diễn viên cho nó rõ ràng. Đừng có để tới đó nó kiện cáo hay chị muốn chịu như vậy. Rồi, được rồi. Vậy mà đó chị, xin lỗi nha. Mắc điện thoại hoài. Thì xô quá không? Lúc này hả, cái thông tin văn hóa nó rần rộ lắm, bởi vậy xô nó trọng nhiều lắm. Lát xô quá. Nè, con mới đi học về. Con. Con gái chị hả? Gái em á. Con đứa mặt đẹp quá. Cái mặt này là mặt điện ảnh đó nha. Sao? Có muốn cho nó đi theo tôi không? Nó còn đi học chị, cho nên để tập trung cho cháu nó học. Chứ bây giờ mà cho nó theo cái là nó bỏ học à. Thì vừa học, vừa đi làm văn nghệ, văn rừng. Chứ cái gì đâu mà sợ.
Rồi bây giờ là cái đó là hot luôn á. Con bé này cái mặt nó đẹp lắm. Cho nó theo tôi nha. Tôi sẽ lăng xê nó nè. Lúc đó con mà nổi tiếng mà mang ơn tôi đó. Cô, con làm được không cô? Được, cái mặt con xinh lắm. Mẹ, con còn đi học không được đâu con. Thì cho nó thử đi. Mẹ, thì con cũng hay tham gia diễn kịch và văn nghệ ở trường mà. Đâu có sao đâu. Con biết ca biết hát hả? Dạ biết cô. Bây giờ cái đó là người ta cần lắm luôn á. Cô khách hàng sang trọng, quý phái và tỏ ra rất thành thạo những chuyện trong giới showbiz. Một cái mác ban đầu đã được gắn lên, tuy chưa biết thật giả, nhưng cũng làm bà chủ tiệm có phần kính nể. Và quý nhân đó lại ngỏ lời giúp đưa con gái bà chủ tiệm vào giới người mẫu, một công việc mà nhiều cô gái trẻ mơ ước. Dĩ nhiên, cô gái trẻ mừng như bắt được vàng. Hai mẹ con hẳn đã bắt đầu nhen nhóm hy vọng vào một cuộc đổi đời. Có một hãng mỹ phẩm á, cần gương mặt mới đại diện cho sản phẩm của họ. Cô sực nhớ tới con, cô chạy ra đây liền á. Dần sau, mẹ con suy nghĩ rồi chưa? Đây là cái cơ hội đó nha. Mẹ, bố không hối với con là mẹ cho con đi rồi mà. Bên đây có cơ hội rồi kìa. Bên đây á, thì nó cần hình ảnh của bé. À, hình hả? Con có hình nè cô, con có nhiều lắm luôn á. Trong Facebook của nó có nhiều hình lắm, con dạ. Mở cho cô coi đi. Dạ, nè cô. Cô coi đi. Mè lắm. Nhưng mà không có được. Hình này chưa đủ chuyên nghiệp. Bên đây người ta hẳn mỹ phẩm lớn, phải hình chuyên nghiệp. Hình vậy, đẹp. Bây giờ mình đã làm sao cô? Thì đi chụp hình. Ở bên cô á, cô có studio luôn. Có mấy người backup chuyên nghiệp luôn. Làm rất là đẹp. Hình đó thì mình đi cắt á, nó mới có giá trị chứ. Dạ. Với lại mà cái hợp đồng này á, mà con bé mà trúng mấy chục ngàn đô luôn đó chị. Lúc đó con bé nó nổi tiếng luôn á. Là mình đi chụp hình mẫu ảnh á thôi. Đúng rồi, nó cần một bộ sưu tập mẫu hình nè. Nó mới đẹp hơn là mấy cái hình tự nhiên này. Vậy mình chụp vậy là khoảng hết khoảng bao nhiêu tiền chị? Theo như ở bên tôi á, thường thường á là không, người ta tới chụp là khoảng 40 triệu. Nhưng mà thôi, thấy con bé này nó cũng dễ thương, nó cũng thích. Tôi cũng bớt cho chị, thì chừng 20 thôi. Mẹ, cô đã nói bớt như vậy rồi á. Để cho con chụp đi. 20 triệu đó con, chứ không có phải 2 triệu đâu nha. Trời ơi, nghĩ kỹ rồi làm. Nếu mà vô được cái hợp đồng này hả, là mấy chục ngàn đô vậy, 20 triệu đáng gì? Ủa, mẹ nghe chưa? Con lúc đó mà được á, mấy chục ngàn đô hả? Con trả lại cho mẹ. Chưa gì mà nên mất nổi rồi đó. Nghe mẹ, cho con nha. Để được việc cũng phải đầu tư ban đầu, số tiền không nhỏ. Nhưng vì tương lai của con và mối lợi lấp lóa trước mắt, bà Thanh đã gật đầu đồng ý. Con cá đã dính câu, giờ chỉ cần chắc chắn là giật lên. Hai mẹ con tới rồi hả? Vô đây. Mẹ, lớn quá mẹ. Này, nhặt đây. Nhân viên đâu rồi? Sao mà khách tới không thấy ra vậy con? Lên trên trở nó làm lại cái gương mặt, đừng có thấy là son phấn nhiều nha, phải dạ. Làm cho nó thật là tự nhiên. Tóc nó nè, nè. Đó, đánh nó lên dạ, cho dạ. Nó bồng lên, cho nó thấy nhiều tóc. Dạ dạ. Làm rồi mà đừng có son phấn nhiều nha. Dạ, dạ. Phải thật là tự nhiên dạ, nha. Dạ con biết rồi. À, để đi con. Con bé nó đẹp quá chị. Bây giờ tiền bạc á thì bây giờ chị tôi sẽ viết hóa đơn với chị, xong rồi tính tiền đây luôn ha. Vậy cho em có biên lai like. Dạ. Yên tâm đi, chụp hình xong rồi chắc chắn con bé ý như người mẫu chuyên nghiệp vậy đó. Con em nó đẹp là được. Không chỉ những đẹp mà nó còn được nổi tiếng nữa đó. Chăm sự vào chị nha. Đây là số tiền chị kiếm đi. Rồi. Bây giờ là chị lên rảnh coi con bé nó cần cái gì không chị phụ. Tiền trao cháo múc sòng phẳng rồi, giờ chỉ còn ngồi chờ bộ ảnh huy hoàng này sẽ đưa cô lại đến một tương lai sáng lạn trong showbiz. Nhưng
chuyện vẫn chưa kết thúc. Công nhận nha, con chị hả chụp hình dễ thương đẹp quá, có triển vọng lắm đó nha chị. Chị nên cho bé hướng theo cái chiều này đi nha. Chị, hình của chị á, năm ngày sau em hẹn chị quay lại lấy ha. Bây giờ chị vui lòng thanh toán cho em với. Ủa, thanh toán gì nữa? Dạ, chị thanh toán tiền em chụp hình cho con chị. Ủa, chứ hồi nãy thanh toán cho cái chị chủ ở đây hết 20 triệu rồi mà. Không có ai là chủ hết vậy, em là chủ ở đây rồi. Ủa, sao kỳ vậy mẹ? Dạ đâu. Ủa sao nãy chị nói là chị là chủ ở đây mà chị mới ghi phiếu đây còn đây nè. Chị dạ, mới ghi phiếu thanh toán tiền 20 triệu nè. Dạ không có, nè, chị đây còn. Chỉ là khách thôi chị ơi. Cái này chị thông cảm cho em nha. Bởi vì em làm việc với hai mẹ con chị thì em chỉ biết hai mẹ con chị thôi. Chứ còn người đó em không có quen biết gì hết trơn á. Ủa vậy là sao, tôi không hiểu luôn á. Dạ em là chủ ở đây, bây giờ em làm việc với chị. Mẹ, bây giờ tiền make up, tiền chụp hình, tiền áo, tiền quần xong rồi, bây giờ chị không có thanh toán cho em sao được. Mẹ, vậy là mẹ con mình bị lừa rồi. Mẹ con mình bị cái bà đó bà lừa sao ta? Bà nói là bà chủ ở đây. Dạ, chị quen biết bà, bà dắt lại đây, bà giới thiệu đây rồi. Em là chủ ở đây chị, không có ai là chủ hết đó chị ạ. Người đó vậy, cũng là khách thôi. Vậy rồi bây giờ tiền đâu nữa mà thanh toán con. Mẹ đem đúng có 20 triệu rồi, đặt tiền cho người ta hết rồi. Cái đó là chuyện của mẹ con chị, còn ở đây thì làm ơn vui lòng thanh toán được cho em. Cái kết thật bất ngờ với một cú lừa đau đớn cho cả hai mẹ con. Nỗi đau này có lẽ sẽ rất lâu phai, nhưng sẽ là bài học cảnh giác đắt giá cho hai mẹ con trước những giao dịch làm ăn khác sau này. Người xưa vẫn nói, bạn anh em xa, mua láng giềng gần, để chỉ những mối quan hệ thân cận tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng nếu bạn có một người hàng xóm, trời ơi! Thì phải thận trọng, vì rất có thể kẻ đó sẽ làm bạn khóc dở, mếu dở vào một ngày nào đó. Tiểu phẩm sau đây sẽ tái hiện lại một tình huống đã từng xảy ra trong các khu dân cư. Xin mời quý vị cùng xem. Ngoan đi con Phèn nó chết rồi. Mẹ đâu có cách nào mà làm cho con Phèn nó sống là được đâu. Mẹ cũng thương nó, chứ đâu có phải là mẹ không thương nó đâu. Thôi con nghe là mẹ dâng cơm. Ủa chị Trang, cơm nước gì chưa? Chào em. Ủa sao mà bé Nam nó khóc vậy chị? Thực tình á, chị cũng không có giấu gì em. Sáng nay á, chị mở cửa tiệm thì thấy con Phèn nó chết. Thành ra hả, nó thương tí con Phèn cho nên nó khóc vậy đó. Ủa hôm qua em thấy con Phèn nó còn khỏe mạnh lắm mà, bên nay chắc đi dạo nữa mà. Nó khóc quá trời luôn, nó đòi chị phải làm sao cho con Phèn sống lại. Chắc là dạo này á, bệnh dịch nên là chó nó bị nhiễm bệnh đó chị. Chắc là vậy quá, chứ đâu có khi không mà tự nhiên nó chết được đâu. Bây giờ thì ta đã biết con vật tội nghiệp bị đánh bả, cái tàn nhẫn và bất nhân này có thâm thù gì với gia đình bà Trang chân. Em mà bỏ ra ngoài đường á thì cũng không có nợ, mất vệ sinh lắm mà chị cũng thương nó. Nhưng mà bây giờ chị không tính á, nhà chị buôn bán đồ ăn vậy nè, rồi xác con Phèn nó phân hủy, ai mà dám vô quán chị ăn nữa. Thực sự là bây giờ chị rối lắm, chị cũng không biết phải là làm như thế nào nữa. Hay là chị đem thiêu xác con Phèn đi. Thiêu hả? Ủa nào gì chị đâu có biết được là chó cũng được thiêu đâu. Trời ơi, nay cái gì cũng có hết chị ơi. Mấy cái đó, dịch vụ đó thì 50-100 ngàn thôi à. Ờ, vậy cũng được. Nhưng mà chị không có thời gian nữa mà đi làm gì đó.
em cũng đang rảnh nè, hay là em giúp chị? Ủa, vậy là em cũng biết cái dịch vụ này nữa hả? Trời ơi, tại vì bữa con chó của anh hai em chết, em lo hết cho ai. Trời ơi, được em giúp chị như vậy chị rất là mừng. Ủa mà em, rồi cái chi phí nó mắc không em? 50-100 ngàn thôi chị. Còn em chỉ giúp chị thôi chứ em không có lấy tiền thêm gì hết đó. Được vậy mừng quá. Chị gửi cho em 200 luôn nha. Rồi em làm thôi em lấy 100 ngàn thôi tiền. Thôi cứ giữ đi, tiền sang chị gửi tiền sang cho em nha. Em coi lo giùm chị cái điều này, thực sự chị mang ơn em rất là nhiều. Trời ơi có gì đâu, hàng xóm với nhau hết mà. Rồi xác con Phèn chị để đâu? Kìa, để ở đó đó chứ rồi sao đâu có chỗ để đâu. Thôi đem vô lấy giùm chị nha. Thì cảm ơn em nha. Trời ơi có gì đâu, cảm ơn hoài à. Con chó sống lâu ngày với chủ đâm ra có nghĩa, nên mẹ con bà Trang đau lòng cũng là chuyện đương nhiên. Mũi lòng trước tình cảnh bà Trang, cô hàng xóm tốt bụng đã săn sái giúp đỡ. Nhưng có đúng lòng dạ cô ta tốt như vậy thật không? Sao lại bán được nhiều? Bà Trang đưa 200, tiền thịt chó là 300, tổng cộng là 500. Được, kiếm vòng vòng để mấy con chó nào làm vụ khác thôi. Mà kiếm mấy con bự bự, chó gì nhỏ mày xíu. Mày hay quá ha, ăn ngon được ăn hoài. Coi chừng đi đêm có ngày gặp ma nha mày. Vậy chứ không làm đó mày làm gì xong. Thôi nói nhiều quá, đưa mấy trăm tối nay anh bà coi. Nhanh nhiều lên. Thì 300 đi. 200 thôi mày. Thì nhiều cũng được, mệt quá. Câu trả lời cho cả hai câu hỏi trên đều là không. Hóa ra hai kẻ trên đã cấu kết nhau để hại con chó, móc túi chủ nhà, ăn chặn đủ đường trên nỗi bất hạnh của người khác. Thật đau lòng và nhẫn tâm. Câu chuyện này đã xảy ra và sẽ còn diễn biến dưới nhiều hình thức khác khi những kẻ cướp kia vẫn còn ung dung hành động, chưa bị pháp luật sợ đến. Quý vị hãy cẩn thận trước những trò lừa đảo như thế này nhé. Hy vọng với những tình huống chúng tôi vừa tái hiện trên đây đã cung cấp thêm cho quý khán giả những thông tin bổ ích. Từ đó sẽ có thêm kinh nghiệm, cái nhìn cảnh giác, tinh thần thép để giữ mình trước những trò lừa đảo của bọn bất lương, hay đủ dũng cảm để chống lại những kẻ xấu và kẻ ác. Quý vị có thể gửi những tình huống có thật vào hộp thư Đài Truyền hình Vĩnh Long để chia sẻ với mọi người những câu chuyện đã gặp trong cuộc sống. Chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị qua chương mục này. Và đến đây, chương mục Chuyện Cảnh Giác tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.